Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bước lập kế hoạch truyền thông. Thực ra là mình không thể chia sẻ sâu được về phần truyền thông này. Nếu bạn có cái nhu cầu, bạn muốn đi sâu và tìm hiểu về phần truyền thông tích hợp này thì bạn có thể tìm hiểu tới khóa của chị Đỗ Thủy Dung của trường kinh doanh Thiên An Nisco. Thì ở đây trong cái phần lập kế hoạch truyền thông ấy, thì bạn cũng sẽ đi theo cái giai đoạn nhận thức của khách hàng như mình đã chia sẻ ban đầu thôi. Đó là nhận biết này, cảm xúc và hành vi này. Thì từ cái giai đoạn nhận thức của khách hàng đó thì chúng ta có cái mô hình truyền thông như thế này. Đó là đầu tiên là khi mà khách hàng chưa biết mình là ai ấy, thì là mình tạo tiếp xúc này, tạo tiếp nhận, rồi đến cái bước tác động đến cảm xúc thì là để thay đổi cái thái độ và điều hướng cái ý định mua hàng của họ. Rồi cuối cùng đó là bạn điều hướng hành vi. Đây bạn có thể thấy ở trong cái giai đoạn nhận biết thì bạn có thể có những mục tiêu như awareness, đó tạo ra cái sự nhận diện thương hiệu. Tiếp theo đó là có thể là giáo dục cái người dùng về một vấn đề, hay là tạo ra cái động lực cho cái đối tượng mục tiêu, hoặc là bắt đầu gây sự chú ý và kích hoạt cái chiến dịch đó. Ở trong cái giai đoạn cảm xúc thì là những cái mục tiêu như là engagement, là có được sự tương tác được với công chúng mục tiêu, rồi lại experience, có được sự tham gia trải nghiệm của công chúng mục tiêu đó vào những hoạt động của thương hiệu và những hoạt động truyền thông, rồi là convert, có nghĩa là có được một tỷ lệ chuyển đổi nào đó, có thể là like, share, hoặc là để lại comment, để lại email, vân 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 vân. Rồi là đến giai đoạn hành vi thì ở trong này cũng có rất là nhiều những cái mục tiêu nho nhỏ ở trong từng cái giai đoạn. Như bạn có thể thấy nó có 5 cái mục tiêu chính ở đây. Thực ra có một cái lưu ý khi mà bạn lập kế hoạch truyền thông. Ở đây khi mà bạn lập kế hoạch truyền thông thì bạn có một cái thắc mắc rất là lớn. Đó là kế hoạch truyền thông đó, cái chương trình truyền thông đó nó nhằm cái mục tiêu thương hiệu hay bán hàng. Thì bản chất như mình đã nói rồi, nó luôn luôn là phải có hai mục tiêu đó song song. Có nghĩa là bạn thể hiểu như này đơn giản nhé. Giả sử bạn làm một cái chiến dịch truyền thông thương hiệu thì tất cả những cái hoạt động bán hàng, tất cả những cái người chăm sóc khách hàng, tất cả những cái nơi để khách hàng mua hàng thì nó đã phải sẵn sàng rồi. Và khi mà bạn làm một cái chiến dịch thương hiệu ấy, thì đồng nghĩa với việc nếu mà chiến dịch đó hiệu quả thì cái doanh thu, cái lợi nhuận của cái tháng đó nó sẽ tăng lên. Ví dụ nhá, đây là một cái hình ảnh giả sử ấy. Đây là hình ảnh doanh thu tháng 6 của bạn. Thì cái đường doanh thu nó có thể là đi như này. Khi mà bạn làm một cái chiến dịch truyền thông thương hiệu mà nó thành công ấy, thì cái tháng đó thì có thêm cái đường doanh thu nó tăng vọt lên. Thì có nghĩa là bạn biết được là cái việc bạn làm truyền thông thương hiệu cho cái chiến dịch đó đã đạt được hiệu quả. Chứ chúng ta không thể đo cụ thể được nhá. Việc chúng ta đo cái chiến dịch truyền thông thương hiệu nó hiệu quả hay không ấy, phụ thuộc hết vào cái doanh số bán hàng của chúng ta. Ok, đấy chỉ số cuối cùng chúng ta cần đo. Nếu chúng ta không có chỉ số đấy thì gần như là chúng ta không thể đo được cái hiệu quả thực sự của việc truyền thông thương hiệu đó. Thì thực ra khi mà bạn làm chiến dịch truyền thông ấy, bản chất là nó đã được rất là rõ ràng cái mục tiêu thương hiệu và mục tiêu bán hàng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì trong một cái chiến dịch ấy, nó có rất là nhiều những cái bộ phận khác nhau phải quan tâm đến rất là nhiều những cái hoạt động khác nhau trong một chiến dịch đó. Nó có thể là bộ phận bán hàng này, bộ phận chăm sóc khách hàng này, rồi là bộ phận làm content marketing này, bộ phận thiết kế ảnh này, bộ phận chạy quảng cáo, bộ phận làm kênh, vân 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 vân. Thì có nghĩa là từng cái bộ phận đó nó đã có những KPI cho thương hiệu hoặc là cho bán hàng rồi. Giả sử với bộ phận content marketing thì họ có một KPI là lượng tương tác, hoặc hay là với cái bộ phận chăm sóc khách hàng thì họ có một KPI đó là gọi điện khách hàng, đó là chốt được sale, vân 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 vân. Bạn hiểu không ạ? Và đó có nghĩa là cái mục tiêu thương hiệu hay mục tiêu bán hàng của chúng ta ấy, thì ngay từ ban đầu nó rất là clear, nó đã rất là rõ ràng rồi. Nhờ vào việc chúng ta đã chia cái KPI cho thương hiệu hay là cho bán hàng, cho những cái team nhỏ lẻ ở trong một cái chiến dịch truyền thông. Thì ở đây ấy, mình sẽ gửi cho bạn cái template khi mà làm cái kế hoạch. Thì nó phải rất là rõ ràng ở đây nhá. Có KPI, có mục đích công việc, có các bước làm ra sao. Và đặc biệt nhá, ở trong bất kỳ một cái bản kế hoạch nào, bạn hãy nhớ chúng ta phải có phương án B dự phòng. Có nghĩa là giả sử chúng ta không đạt được cái mục tiêu và đạt được cái KPI như ở phương án A đề ra, thì chúng ta có phương án B nào để đề phòng hay không. Ok, chúng ta cũng phải có thời gian, có nhân sách, người chịu trách nhiệm, người hỗ trợ. Thì mình đã gửi cái template này cho các bạn sau.